diễn viên Lê và đạo diễn Hải Thanh ly hôn. Đạo diễn Hải Thanh xác nhận với thanh niên chuyện đường anh ấy đi với Lê từ 5 năm trước. Tuy nhiên vì không muốn ồn ào nên cả hai chọn cách im lặng, không công khai với khán giả. Nói thêm về chuyện đường anh ấy đi, đạo diễn Hải Thanh cho hay, nói chung trong hôn nhân thì có rất nhiều điều nó chi phối, có lẽ nguyên nhân lớn nhất vẫn do tôi chưa làm tròn trách nhiệm thôi. Khi đó tiếng nói chung của chúng tôi không còn, nên quyết định ly hôn. Tuy nhiên lúc đó không muốn báo chí đưa tin vì không muốn đời tư bị xáo trộn. Hiện tại chuyện đã qua lâu và ai cũng có cuộc sống riêng. Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với vợ cũ, Hải Thanh nói, Lê Bê La vẫn là mẹ của con tôi và chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp nếu có dự án hợp tác chung. Lê Bê La và đạo diễn Hải Thanh bén duyên khi tham gia phim Cổng Mặt Trời. Thời điểm đó, anh là phó đạo diễn, trong khi cô là diễn viên vừa ra trường. Cả hai chính thức về chung một nhà từ năm 2012, sau đó, nữ diễn viên vẫn miệt mài gắn bó với phim trường. Lê Bê La từng nhận xét ông xã là người yêu nghề và dành tình cảm cho gia đình chính sự yêu thương đó khiến anh luôn rộng lượng, vì tha và chịu đựng được một đứa qua nông tính như tôi. Anh rất giỏi và là người chịu thương chịu khó, mọi thứ trong nhà đều chia sẻ với vợ. Đến bây giờ mọi thứ đều do bàn tay chúng tôi tự dựng, cô từng chia sẻ.